Kính chào quý vị, bây giờ là những thông tin về tình hình tài chính và thị trường. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, cũng như chủ động đề xuất các gói tín dụng như gói 120.000 tỷ đồng tín dụng cho vay đối với nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, gói tín dụng 15.000 tỷ đồng cho thủy sản. Tất cả những giải pháp này đã góp phần thúc đẩy cầu tín dụng. Ngân hàng Nhà nước cũng đã phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều hội nghị kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp để có thể tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về tín dụng tại các địa phương. Tuy nhiên, tín dụng vẫn tăng chậm, cập nhật đến cuối tháng 10, tín dụng tăng 7,1% so với cuối năm 2022. Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước tổ chức rất nhiều hội nghị chuyên đề để phân tích, mổ xẻ nguyên nhân dẫn đến tình trạng tăng trưởng tín dụng thấp. Hiện nay, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, các ngành đang thực hiện đồng bộ các giải pháp, đó là xúc tiến thương mại để tăng đơn hàng xuất khẩu và tăng cường khai thác cầu nội địa để doanh nghiệp có đầu ra, có dự án khả thi sẽ tiếp cận được tín dụng. Cùng với tăng cường hơn nữa kết nối ngân hàng, doanh nghiệp để có thể đáp ứng nhu cầu vay vốn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh mùa cao điểm cuối năm của doanh nghiệp, hiện ngành ngân hàng đang rốt ráo đẩy vốn ra nền kinh tế với nhiều giải pháp kích cầu tín dụng khác nhau. Cụ thể, Sacombank vừa bổ sung 13.000 tỷ đồng phục vụ cho sản xuất kinh doanh ngắn hạn với lãi suất từ 5 đến 6% trên một năm từ nay đến 31 tháng 12. Vietbank cũng áp dụng gói sản phẩm dịch vụ với lãi suất cho vay từ 6,3% trên một năm trong vòng 24 tháng, mức cho vay tối đa 100% phương án sử dụng vốn, đồng thời giảm thêm 0,5% trên một năm cho khách hàng đã có dư nợ vay tại ngân hàng. ACB cũng đang áp dụng mức lãi suất hấp dẫn dành cho nhóm khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và sản xuất, đặc biệt để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong những tháng cuối năm. Bên cạnh cho vay thế chấp, ngân hàng này cũng đẩy mạnh cho vay tín chấp, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết sẽ thực hiện các biện pháp quyết liệt cùng với sự đồng hành của các địa phương, tạo điều kiện để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Bên cạnh đó, nhu cầu tín dụng vào các ngành nghề tích cực hơn nhờ hoạt động xuất nhập khẩu, lĩnh vực bất động sản dần được tháo gỡ những vướng mắc pháp lý. Thời gian gần đây, đóng góp vào việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có nhiều nỗ lực. Đến nay, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, hệ thống ATM trên địa bàn hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán của người dân. Cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, hiện thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành xu thế, gắn liền với quá trình chuyển đổi số ở Quảng Nam. Xu thế này đã và đang tạo sự minh bạch, hạn chế lượng tiền mặt trong lưu thông, giảm thiểu chi phí xã hội, mở rộng không gian, rút ngắn thời gian trong quá trình mua bán giao dịch hàng hóa. Theo đại diện Sở Công Thương Quảng Nam, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt dựa trên nền tảng số là hoạt động không thể tách rời với phát triển thương mại điện tử và chuyển đổi số đã và đang diễn ra tại địa phương. Chuyển sang thông tin về diễn biến thị trường vàng trong ngày. Thưa quý vị, giá vàng trong nước và quốc tế sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Cùng diễn biến với giá vàng, tỷ giá cũng nhanh chóng hạ nhiệt nhờ diễn biến mới của đồng đô la Mỹ. Trong phiên giao dịch đầu tuần, mỗi lượng vàng miếng SJC giao dịch trên thị trường có giá mua vào ở mức 68 triệu đồng, bán ra 69,5 triệu đồng. Chiều mua vào giảm hơn 1 triệu đồng một lượng, chiều bán ra giảm hơn 500.000 đồng một lượng so với phiên trước. Chênh lệch giữa hai chiều bán và mua được nới rộng ở khoảng 1 triệu 500.000 đồng một lượng. Giá vàng trong nước có sự sụt giảm mạnh ngoài lý do điều chỉnh theo thị trường quốc tế, còn do nhu cầu tiêu dùng suy yếu. Chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và thế giới đã giảm chỉ còn khoảng hơn 10 triệu đồng trên một lượng. Thị trường vàng khởi động tuần mới với vẻ uể oải, khác hẳn với diễn biến cuối tuần trước, lùi sâu về mốc 1.980 đô la Mỹ một ounce. Mức giá này giảm 0,51% xuống 1.982,27 đô la Mỹ một ounce. Vừa rồi là bản tin tài chính thị trường. Bản tin có sự đồng hành của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Không ví Apple Pay. Bận tay Apple Pay. Thôi Apple Pay nha. Chỉ cần Apple Pay với thẻ Vietcombank.